Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa The cho thấy ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông tác động tiêu cực đến sức khỏe của thai nhi và có liên quan đến việc gia tăng nguy cơ trẻ sơ sinh nhẹ cân. Ô nhiễm không khí làm tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân Kết quả nghiên cứu cho thấy sự gia tăng các chất gây ô nhiễm không khí liên quan đến hoạt động giao thông, đặc biệt là PM2.5, làm tăng từ 2% đến 6% tỷ lệ trẻ sinh ra nhẹ cân và 1% đến 3% tỷ lệ thai nhi nhẹ cân hơn so với tuổi thai. Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của thai nhi. Kết quả nghiên cứu nhằm kêu gọi xây dựng và triển khai các chính sách bảo vệ môi trường, thông qua đó cải thiện chất lượng không khí ở các khu vực thành thị. 6% các trường hợp ung thư do thừa cân tiểu đường. Trên trang trí thức trẻ, nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng thừa cân và tiểu đường là thủ phạm của khoảng 6% trường hợp ung thư trên thế giới. Tiến sĩ Graham Kozic, trường Y, Đại học Washington ở bang York, Mỹ, cho biết cả béo phì và tiểu đường đều là những nguyên nhân gây ung thư có thể phòng ngừa. Việc can thiệp là khả thi ở nhiều mức độ từ các cá nhân, cộng đồng tới hệ thống chăm sóc y tế, chính sách. Bệnh tiểu đường và béo phì gây ra những thay đổi về mặt sinh học, như hàm lượng đường cao, tình trạng viêm mạng tính và rối loạn hóc môn giới tính. Thừa cân, béo phì dẫn tới khoảng 4% các trường hợp ung thư và khoảng 2% các trường hợp tiểu đường. Trầm cảm, lo lắng, mất ngủ, mất kiểm soát thần kinh do nghiện smartphone. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu con người, 46% người Mỹ cho biết họ không thể ngừng thói quen sử dụng smartphone hàng ngày và tình trạng phụ thuộc vào smartphone ngày càng trở nên phổ biến. Các nhà nghiên cứu đã cho biết có một sự mất cân bằng trong não bộ của những thanh thiếu niên mắc chứng nghiện sử dụng smartphone hay còn gọi là điện thoại thông minh và internet. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thanh thiếu niên càng nghiện smartphone và internet thì mức độ trầm cảm, lo lắng chứng mất ngủ và khó kiểm soát thần kinh ngày càng gia tăng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng sử dụng quang phổ cộng hưởng từ MRS để xác định sự thay đổi về não bộ của các thanh thiếu niên nghiện sử dụng smartphone và Internet. Căng thẳng khi làm mẹ ở tuổi tin ảnh hưởng tới tim. Trên trang sức khỏe của báo Lao động, một nghiên cứu mới đây cho thấy căng thẳng khi làm mẹ ở tuổi tin có thể tạo gánh nặng cho tim. Các nhà nghiên cứu đã xem xét một nhóm phụ nữ tuổi từ 65 trở lên và thấy rằng những người sinh con lần đầu trước 20 tuổi tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ sau này. Những người làm mẹ khi ở tuổi vị thành niên cần chú ý hơn về các yếu tố lối sống, duy trì cân nặng hợp lý và tham gia các hoạt động thể chất. Ngoài ra, những bà mẹ tuổi tin cần sàng lọc bệnh tim thường xuyên hơn. rượu vang đỏ chứa chất chống oxy hóa có lợi cho phụ nữ. Theo tờ Sức khỏe mẹ và bé, các nhà khoa học thuộc Đại học Washington của Mỹ cho biết, Họ đã xác định được một chất chống oxy hóa có trong vang đỏ có thể khiến buồng trứng của phụ nữ hoạt động tốt hơn. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 135 phụ nữ trong độ tuổi từ 18 đến 44, yêu cầu họ ghi lại nhật ký sử dụng rượu và kiểm tra sự khỏe mạnh của buồng trứng. Kết quả cho thấy, liều lượng tốt nhất để khiến một phụ nữ trở nên mắn đẻ hơn là khoảng 5 ly rượu vang đỏ mỗi tháng. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo có thể tác dụng ngược nếu bạn uống rượu quá nhiều. Thói quen ăn nhanh tăng nguy cơ đột quỵ. Trên trang dân trí theo các nhà nghiên cứu của Đại học Hiroshima Nhật Bản cho thấy những người có thói quen ăn nhanh thì hãy nên chậm lại vì thói quen này làm tăng nguy cơ của các bệnh chuyển hóa, không chỉ béo phì mà còn có yếu tố nguy cơ bệnh lý tim mạch. Theo tiến sĩ Tagayuki Yamaji chuyên ngành tim mạch cho biết, những người có thói quen ăn nhanh thường họ chưa có cảm giác no ngay, vì vậy có xu hướng ăn nhiều thêm. Chính điều này gây ra những rối loạn và gây đề kháng insulin. Để có sức khỏe tốt, điều quan trọng không những chế độ ăn uống lành mạnh mà còn cách ăn uống, vì vậy hãy nên có những thói quen tốt ngay từ bây giờ. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thông tin sức khỏe ngày mai, mời quý vị và các bạn cùng đến với chủ đề Tránh sai sót khi dùng thuốc một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây thân ái chào tạm biệt